Câu số 1. Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của cái hàm số fx bằng x mũ 3 trừ đi 2x bình phương trừ đi 4x cộng với 1 trên cái đoạn từ 1 trở đến 3. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng giải câu số 1 này. Và câu số 1 này chúng ta cũng có 4 đáp án. Đáp án A là mắc của nó. Mắc của fx trên cái đoạn từ 1 trở đến 3 bằng 67/27. Đáp án B, mắc của fx trên cái đoạn từ 1 trở đến 3 bằng trừ 2. Đáp án C, mắc của fx trên cái đoạn từ 1 trở đến 3 bằng âm 7. Và đáp án D, mắc của fx trên cái đoạn từ 1 trở đến 3 bằng âm 4. Bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1 này theo cái quy tắc mà thầy đã đưa ở phần lý thuyết. Chúng ta đi vào phần giải. Thì ở phần quy tắc đó thầy đã đưa cho các em rất rõ ràng, chúng ta đi làm từng bước một đúng không? Bước 1 sẽ là tính đạo hàm và đi giải phương trình đạo hàm, đúng chưa? Bước 1 này, chúng ta trước tiên chúng ta phải khẳng định hàm số xác định và liên tục trên cái đoạn từ 1 trên 3. Được chưa? Đấy. Đối với việc trình bày tự luận thì cái câu này nó là câu bắt buộc. Nếu như nó không xác định và liên tục trên cái đoạn này thì rõ ràng cái việc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là không thỏa mãn. Được chưa? Là không được. Vậy chúng ta sau đó chúng ta bắt đầu đi. Bước số 1 là tính đạo hàm f(x). X mũ 3 đạo hàm 3x bình phương trừ 2x bình phương đạo hàm trừ đi 4x trừ 4x đạo hàm là trừ 4, đúng chưa? Và chúng ta đi giải phương trình có f(x) bằng 0. Điều này tương đương với 3x bình phương trừ 4x trừ đi 4 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 đối với ẩn x. Đến đây các em có thể sử dụng máy tính cầm tay chúng ta tìm nghiệm của nó. Và phương trình này nó sẽ có hai nghiệm: x bằng 2 hoặc là x bằng trừ 2 trừ 2/3. Thì ở đây chúng ta kiểm tra này. Đối với x bằng 2 thì rõ ràng là thuộc đoạn từ 1 trên 3, thuộc khoảng từ 1 trên 3. Ok chưa? X bằng trừ 2/3 anh này là không thuộc khoảng từ 1 trên 3. Đấy, vậy thì xy của chúng ta chỉ có anh này thôi. Được chưa? Bắt đầu chuyển xong bước số 1, chúng ta chuyển sang bước số 2. Ta có f. Đầu tiên chúng ta tính